Xin kính chào toàn thể quý vị. Hôm nay chúng ta tiếp tục ở trong loạt bài học về sách Eveso. Hôm nay chúng ta sẽ đọc câu thứ 23 của đoạn 4. Mà phải làm nên mới trong tâm trí mình. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ đến một hành động dứt khoát thứ hai mà sứ đồ Phaolô muốn các tín hữu tại hội thánh Chúa tại Eveso phải thực hiện, thể hiện qua cái việc là làm nên mới. Và đây là bước tiếp theo của việc bỏ nếp sống cũ. Bản hiện đại dịch câu kinh thánh này rằng tâm hồn anh em phải được đổi mới. Kính thưa quý vị, tâm hồn là trung tâm của tư duy, của sự hiểu biết, của niềm tin cũng như những động cơ và những hành động của chúng ta. Vì vậy, tâm hồn của chúng ta phải được biến đổi. Đây là một sự biến đổi siêu nhiên. Khi Đức Thánh Linh đặt vào trong tâm hồn của những người tin Chúa, những suy nghĩ và hành động theo ý muốn của Ngài. Trong Roma đoạn 12 câu thứ 2, Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Và khi sứ đồ Phaolô viết thơ cho Tít trong Tít đoạn 3 câu 5, ông nói rằng không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh đổi mới chúng ta và chính Ngài đặt vào trong tâm hồn chúng ta những suy nghĩ và hành động để làm theo ý muốn của Ngài. Chúng ta thử hỏi rằng Đức Thánh Linh dùng điều gì để lấp đầy tâm trí hay là tấm lòng của chúng ta đây? Thưa quý vị, trong Cô Lô Xe, đoạn 3 câu 16 phần A, Sứ đồ Phaolô trả lời cho chúng ta Nguyên sinh lời của Đấng Christ Ở đầy trong lòng anh em Và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan Cho nên Sứ đồ Phaolô nói rằng Mà phải làm nên mới trong tâm trí mình Thì làm nên mới trong tâm trí mình Cụ thể ở đây là gì? Thưa quý vị Cuộc đời của chúng ta sẽ được đổi mới Từ suy nghĩ Hành động và những cái quyết tâm của chúng ta Từ khi chúng ta tin lẽ thật và để lẽ thật chiếm ngự ở trong cuộc đời của chúng ta. Điều này có nghĩa rằng chúng ta phải liên tục va đụng với lời Chúa. Phải có thì giờ để lời Chúa chiếm hữu cuộc đời của chúng ta. Cả tâm trí lẫn tấm lòng của chúng ta. Để cuộc, để cuộc đời của chúng ta tràn ngập ở trong lời của Chúa. Và chính lời của Chúa sẽ là sự đổi mới ở trong đời sống của chúng ta sẽ là cái động lực để thúc đẩy chúng ta phải thay đổi. Cho nên sứ đồ Phaolô ông nói rằng phải làm nên mới trong tâm trí mình. Sứ đồ dân khi ông viết, dân nhất đoạn 2 câu thứ tư ông đã nói rằng kẻ nào nói ta biết Ngài mà không giữ điều ra Ngài là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người. Kính thưa quý vị, chúng ta cần lưu ý rằng mình không thể tự đổi mới. Vì cái chúng ta có thể đặt câu hỏi rằng ai sẽ làm nên mới cho chúng ta. Cho nên nhiều người nghĩ rằng ôi tôi sẽ cố gắng đọc nhiều sách thánh hiền hoặc là đọc nhiều cái sách đạo đức nhưng chúng ta nhớ rằng đây là hành động phó thác của đức tin. Chúng ta thấy rằng chúng ta không thể thay đổi cuộc đời của mình. Nhưng khi chúng ta để lời Chúa ở trong cuộc đời chúng ta đức thánh linh sử dụng lời của ngài và ngài toàn quyền hành động để thay đổi tư duy thay đổi cái động cơ và cái hành động của chúng ta nữa cho nên đó là điều mà sứ đồ phao lô nói với hội thánh chúa ở tại Ephesus. ông nói rằng đừng ăn ở như người ngoại nhưng làm sao để không ăn ở như người ngoại thì phải làm nên mới trong tâm trí mình và để đức khánh linh hành động kính thưa quý vị qua bài học ngày hôm nay, chúng ta tự xét lấy mình. Chúng ta đang bị chi phối điều gì? Những điều gì của nếp sống cũ đang chi phối tâm hồn của chúng ta? Những điều gì đang làm cho chúng ta không thể thay đổi cái tư duy, cái hành động, cái động cơ của chúng ta được? Giờ phút này, chúng ta để nó ở dưới chân Chúa Giêsu để Đức Thánh Linh toàn quyền hành động trong cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta cũng hỏi rằng tôi đang lấp đầy tâm trí, tấm lòng của tôi hàng ngày bằng những điều gì? Có thể lắm, chúng ta đang lấp đầy nó bằng những khát vọng của sự thành công. Chúng ta đang lấp đầy nó bằng sự khát vọng của sự làm giàu. Chúng ta đang lấp đầy nó bằng những quan điểm sống của cuộc đời này mà hoàn toàn không có lời của Đức Chúa Trời. Cho nên, thử hỏi rằng làm sao chúng ta có những hành động mới trong hành động cũng như động cơ phục vụ Chúa trong tư duy hay là trong cuộc sống của chúng ta làm sao được đổi mới khi chúng ta cũng để những điều đó đang lấp đầy tâm hồn của chúng ta. Trên lời Chúa nhắc nhở tôi và quý vị. Tâm hồn anh em phải được đổi mới. Sự đổi mới đó đến bởi việc chúng ta đọc lời của Chúa, lấp đầy lời Chúa trong cuộc đời của chúng ta và Đức Thánh Linh sẽ sử dụng lời Ngài sẽ làm cho chúng ta thay đổi có những suy nghĩ, những động cơ, những hành động, những sự phục vụ mới mẻ ở trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta để thời giờ để cầu nguyện cho bài học ngày hôm nay. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Ngài đã cứu một cuộc đời của chúng con. Nhưng Ngài cứu chúng con không phải chúng con cứ lầm lũi sống theo nếp sống cũ. Ngài muốn chúng con phải đổi mới ở trong tâm trí của chúng con. Xin giúp cho chúng con thấy điều này để rồi chúng con nhìn thấy những yếu kém của chúng con Tại sao chúng con theo Chúa Nhưng vẫn sống một cuộc đời Thích những nếp sống cũ Có thể lắm Chúng con đã không lấp đầy tâm trí của chúng con Bằng lời của Ngài Mối tương giao giữa chúng con với Chúa đang có vấn đề Xin Chúa cho chúng con Yêu mến lời Chúa Đọc lời của Chúa Và để lời của Chúa tràn ngập ở Trong tâm hồn, tấm lòng của chúng con Đức Linh sẽ dùng lời của Ngài để biến đổi cuộc đời của chúng con Từ suy nghĩ, lời nói Đến hành động Chúng con sẽ được Chúa thay đổi Để chúng con Kết quả cho Chúa nhiều hơn Chúng con làm sáng danh Chúa ở dưới cuộc đời này Qua nếp sống mới mẻ của chúng con Chúng con cảm tạ ơn Chúa Chúng con hiệp chung cầu nguyện Nhân danh Chúa Jesus Christ Amen Chân trọng kính chào toàn thể quý vị và các bạn